Thầy cô giáo, em tên là Nguyễn Đan Quê, học lớp 34. Ngày 22 tháng 12 là ngày của những chú bộ đội, của những chiến sĩ anh hùng đã không tiếc máu xương để hy sinh cho đất nước độc lập và tự do Việt Nam. Sau đây em xin trình bày một ca khúc có tên là Màu áo chú bộ đội, do sáng tác Nguyễn Văn Tý.